Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các ngành, sở, đơn vị liên quan và các chuyên gia trong và ngoài nước xây dựng dự thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hai đề án về khởi nghiệp Đề án thứ nhất là hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ tập trung vào các đối tượng là cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, trong đó lấy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp là đối tượng trọng tâm của đề án. Mục tiêu của đề án là hỗ trợ khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, Hà Nội có 400.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Dự thảo đề án đưa ra những giải pháp cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ về thuế, phí tư vấn công tác kế toán, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề án thứ hai dự kiến là hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên quan nghiên cứu thành lập tổ công tác để xây dựng và hoàn thiện đề án, đồng thời học tập kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp để nghiên cứu vận dụng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội. Dự kiến đề án khởi nghiệp sáng tạo của thành phố sẽ ban hành và triển khai thực hiện vào quý 1 năm 2018.